mọi người đã đến với phẫu thuật thẩm mỹ bác sĩ Lâm. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn mọi người cái chăm sóc sau hậu phẫu cho phẫu thuật mắt nha mọi người. Thì thường á, cái bước mà mình chăm sóc sau hậu phẫu á, trước khi cắt chỉ là mình sẽ rửa vết thương. Thì mình rửa vết thương á, mình sẽ chuẩn bị là ở đây là nước muối sinh lý ha. Thì cái nước muối sinh lý này nó sạch, và cái vùng này mình sẽ giữ khô trong vòng 7 ngày. Thì mình sẽ dùng tăm bông để mình rửa cái vết thương ha. Cái tăm bông này là mình đã làm ướt bằng nước muối rồi. Sau đó ở nhà thì nếu mà mình tự rửa, mình cứ nhìn vô kiến ha. Cái phần gần cái chân chỉ này nè, thường 1-2 ngày đầu nó sẽ có đóng cái mài nhẹ đó, mình cứ rửa ngay cái chân chỉ này cho sạch nha đó. Mọi người cứ rửa như vậy thôi, rất là dễ luôn. Rồi, nếu như mà chỗ nào nó đóng cái mài đen á, thì mình có thể là mình nhỏ thẳng nước muối vô luôn, mình làm cho nó ướt nhiều ha, để cho cái mài nó không có còn bị đóng trên cái đường chỉ của mình nữa. Thì sau này mình cắt chỉ cái vết sẹo nó rất là đẹp, các bạn thấy không? Vị khách hàng này giữ cái đường vết thương rất là kỹ luôn nè. Các bạn thấy mình cắt chỉ ra là mình chỉ thấy một cái đường cắt rất là mỏng luôn ha. Tương tự sau đó mình sẽ đổi đầu, mình rửa bên đây là mình sẽ bỏ cái tăm bông đó, hoặc là mình sẽ đổi đầu tăm bông lại để mình rửa phía bên mắt còn lại nha mọi người. Mình đừng có dùng một cái đầu bông, mình rửa hai bên luôn ha. Một là mình đổi tăm bông, hai là mình xay đầu lại. Mình cứ rửa như vậy mỗi ngày, sáng và tối, hoặc là 2-3 lần gì cũng được. Nếu mà mình có bị ra mồ hôi hay gì đó, mình cứ lấy nước muối mình rửa ha. Mình rửa mà mình giữ khô vết thương nè, mình không có cho vết thương đóng mài như cái trường hợp của chị nè. Vết thương rất là tốt luôn, không có đóng mài thì mình sẽ cắt chỉ ra cái nếp mí của mình nó đẹp, và đường sẹo của mình nó hoàn toàn không có sẹo nha mọi người. Chăm sóc sau khi hậu phẫu mắt thì rất là đơn giản mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi trang bác sĩ Lâm, mời mọi người theo dõi trang bên mình để xem những phẫu thuật tiếp theo ạ. Cảm ơn mọi người.